Theo thông tin dự báo của các chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới, Hà Nội duy trì mát mẻ, tiếp tục chuỗi ngày dịu mát do ảnh hưởng từ rãnh áp thấp có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông. Chi tiết thủ đô Hà Nội ngày 14-15 tháng 5, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 26 đến 28 độ C. Từ khoảng ngày 16-17 tháng 5, do trên cao, áp cận nhiệt đới suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía đông. Chịu ảnh hưởng chung, khu vực thủ đô Hà Nội chuyển tiết với nền nhiệt tăng rõ rệt. Trong ngày nắng nóng xuất hiện trở lại, quãng thời gian có nắng khoảng từ 11 đến 16 giờ. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày dao động chạm mức 36-37 độ C. Các chuyên gia cũng nhận định, vào thời điểm tắt nắng trong ngày, cảm nhận không khí mát mẻ sẽ tiếp tục duy trì. Nền nhiệt thấp nhất về đêm dao động khoảng 22 đến 26 độ C. Dự kiến, người dân thủ đô sẽ đón một tuần mới với hình thái thời tiết không có biến động quá lớn.